Ngày 4 tháng 1, chính phủ Philippines yêu cầu toàn bộ sĩ quan cảnh sát từ cấp đại tá đến cấp tướng phải nộp đơn từ chức trong lúc nước này xúc tiến nhanh quy trình làm sạch trong đội ngũ cảnh sát trước nạn ma túy bám rễ. Theo hãng tin AFP, Bộ trưởng Nội vụ Philippines Benjamin Abalos đã đưa ra yêu cầu trên đối với khoảng 300 sĩ quan thuộc lực lượng cảnh sát sau khi cuộc điều tra trước đó phát hiện không ít sĩ quan dính líu đường dây mua bán ma túy. Họ có thể tiếp tục làm việc trong lúc hồ sơ của mình được một ủy ban 5 thành viên thẩm định. Đơn từ chức sẽ được lập tức phê chuẩn trong trường hợp người này bị phát hiện có hành vi sai trái. Bất kỳ người nào chống lại yêu cầu sẽ bị liệt vào dạng tình nghi và bị kiểm tra kỹ lưỡng hơn. Đây không phải là lần đầu tiên những biện pháp như thế được áp dụng trong nỗ lực làm sạch đội ngũ cảnh sát Philippines. Vào đầu thập niên 1990, Tổng thống khi đó là ông Fidel Ramos từng ra lệnh cho toàn bộ sĩ quan trên 56 tuổi hoặc với hơn 30 năm theo ngành phải từ chức. Kết quả là tư lệnh cảnh sát quốc gia và 9 sĩ quan kỳ cựu khác đã rời ghế lúc đó. Trong đợt rà soát lần này, ông Abalos cho hay đây là kế hoạch do tư lệnh cảnh sát quốc gia, tướng Rodolfo Azurin và các quan chức khác của ngành cùng đề xuất. Bản thân tướng Azurin cũng tuân thủ yêu cầu trên. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên.